Chào mừng các bạn quay trở lại với Solar Channel nhé. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chiếc flycam mới ra mắt của C-Fly. Đây là cái con Fly Mini 2 anh em ạ. Con này là cái con nâng cấp của con Fly Mini mà cũng ra mắt lâu rồi. Đó, thì cái con Fly Mini 2 này thì sẽ được trang bị thêm nhiều những cái chức năng và giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm bay nó tốt hơn. Con này thì mức giá hiện tại là 4,9 triệu anh em nhé. Đánh giá là sẽ là một cái đối thủ so với con F22S. Và sau này thì mình sẽ có những cái video so sánh sau. Và anh em thấy thì trên cái hộp của nó thì sẽ có những cái đặc điểm nổi bật của con flycam này. Thứ nhất đó là quay 4K này, bay 33 phút này, ghi một chú rung 30 này, phạm vi bay xa 5.000m này. Đấy, thực sự là bốn những cái đặc điểm thực sự là nổi bật. Con này thì mới được ra mắt cách đây được vài hôm thôi và cũng đang rất là hot trong phân khúc giá là dưới 5 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp. Đây là ba lô đựng của nó này anh em này. Chiếc ba lô của con flycam này thì gam màu xám, khá là gọn gàng, nhỏ gọn nha anh em nhá. Nó sẽ có dây tay cầm ở đây cũng như là anh em sẽ có một cái dây đeo đằng sau lưng ở bên trong đây. Mở ra này. Đó, mở hộp ra thì anh em thấy ở đây chúng ta thấy ngay nhân vật chính là chiếc flycam Fly Mini 2. Về thiết kế thì không khác gì so với con Fly Mini 1 hết anh em. Cái kiểu dáng cũng như là cái kích thước và cái trọng lượng là con này là 249g. Đấy, trọng lượng chuẩn để giúp cho anh em chơi drone có thể là bay được ở nhiều cũng như khu vực. Ở bên nước ngoài thì có một số những cái quốc gia thì giới hạn về cái trọng lượng của con drone khi bay ở mức là dưới 200g. Thì vì thế nên là cái con Fly Mini này nó hoàn toàn là đáp ứng tốt. Đấy, 249g này, trọng lượng. Gam màu này, thiết kế này cũng như là những cái động cơ trục là các thứ thì không có khác gì hết anh em. Đây là camera của con này thì là gimbal chống rung 30. Đây. Gimbal chống rung 30 giống như là cái con phiên bản Fly Mini 1. Tuy nhiên thì cái con này nó sẽ được nâng lên về cái chất lượng quay phim, được trang bị cảm biến tốt hơn cũng như là cho cái màu được đánh giá là ngang ngửa so với con Fly 2 Pro anh em ha. Ở phía dưới bụng con flycam này anh em sẽ thấy có một cái điểm chi tiết khác biệt nhá. Đó là cái phần chỗ đây anh em này, đây nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt ở bên trong để giúp cho cái máy nó bớt nhiệt, bớt nóng hơn trong quá trình nó bay. Thay vì là như con Fly Mini 1 thì chỗ này nó không có cái quạt tản nhiệt đâu anh em, nó chỉ có cái khe như thế này thôi. Đó, nhưng mà cái con Fly Mini 2 này được trang bị cái quạt tản nhiệt ở phía dưới. Đấy, tốt hơn nhá. Đây là cảm biến độ cao này. Đấy, có GPS các thứ và động cơ không chổi than này. Con này thì cái trần bay là 800m anh em nhá. Bay cao 800m, cực kỳ là khủng khiếp. Và bay xa theo lý thuyết là 5.000m, được trang bị công nghệ truyền sóng là tốt hơn so với cái con Fly Mini 1. Đây là viên pin của con flycam này. Viên pin thì sẽ cũng được nâng về cái dung lượng pin của anh em. Của con này đó là 2600 mAh. Thay vì là 2100 như cái con Fly Mini trước đây. Thì viên pin theo lý thuyết là bay 33 phút từ hãng. Tuy nhiên thì thực tế chúng ta có thể bay đó tầm khoảng từ 25 cho đến là 28 phút. Đó là ok lắm rồi anh em. Đó là viên pin thực sự là ngon rồi. Lắp vào đây. Đó là hoàn chỉnh. Ở cái vị trí này thì anh em sẽ có là một cái cổng sạc này anh em này. Micro USB sạc cho pin. Anh em có thể là cắm pin vào flycam sạc trực tiếp bằng cái này. Hoặc là anh em thông qua cái húp sạc được trang bị đi theo. Và tuy nhiên thì chúng ta nên sạc bằng cái húp sạc anh em nhé. Để cho cái pin nó bớt nóng cũng như là nó không có gây hại cho con flycam khi mà anh em cắm vào đây. Đó, nên sạc bằng húp sạc. Và chỗ đây nó sẽ có một cái khe để gắn thẻ nhớ anh em nhé. Gắn thẻ nhớ để chúng ta có thể là quay phim chụp hình các thứ nó thoải mái chỗ đây. Ở đây thì sẽ có là nút nguồn này và có là bốn cái đèn led để báo pin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có tay cầm điều khiển của con này. Về tay cầm thì cũng không có gì khác biệt so với những cái phiên bản flycam trước đây của cái hãng này anh em ạ. Thiết kế và nút bấm các thứ thì y hệt thôi, không có gì khác biệt. Nút nguồn này, rồi hai cái control stick anh em sẽ gắn vào chỗ này điều khiển, nút return home, nút chế độ bay sport, nút tự động cất hạ cánh này, nút phân sần tính năng này, đèn led báo pin của tay cầm này. Trên đây anh em sẽ có là một cái cổng micro USB để sạc pin. Đó, chúng ta có nút quay phim chụp hình, xoay góc camera lên xuống này. Ok, trong bộ chúng ta sẽ có là dây, một cái dây sạc này kết nối với húp sạc để sạc pin này. Chúng ta sẽ có một cái dây đeo móc vào cái ba lô để anh em đeo khoác sau lưng này. Chúng ta sẽ có ở đây đó là cánh. Chúng ta sẽ có là bốn cái cánh đơn dự phòng anh em nhá. Và ốc vít. Bốn cánh đơn thì tương ứng với là 20 cánh. Chúng ta sẽ có là dây kết nối điện thoại với tay cầm đủ cho các loại điện thoại khác nhau. Ba sợi dây và hai cái cần joystick ở đây anh em. Đó, để gắn lên tay cầm điều khiển. Trong đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đó. Các thứ ở trong đây. Ok, thì đó là nguyên bộ sản phẩm của con Fly Mini 2. Đấy, Fly Mini 2, em thấy là Mini 2 giống như là DJI đó, nhưng mà con này là con Fly Mini 2 của C-Fly.
nhưng bộ chúng dùng 30 và chất lượng hình ảnh thì sẽ ngon hơn rất nhiều so với con Find Mini 1, bởi vì là mình đã có một cái video trước đây để test để xem thử cái chất lượng rò rỉ hình ảnh con này rồi, rất là giống so với con Find 2 Pro luôn. Chất lượng camera đẹp hơn này, đấy, bay xa hơn, sóng khỏe hơn này, thời gian bay lâu hơn một chút, đó là ba cái điểm nâng cấp tốt nhất. Anh em bật flycam bằng cái nút ở chỗ này, nó có một cái nút ở đằng sau viên pin, chúng ta nhấn thả và nhấn giữ thêm một chút này. Đó. Anh em sẽ thấy là cái gimbal nó sẽ xoay xoay cử động. Đấy. Động tác là kiểm tra gimbal. Tiếp theo chúng ta sẽ bật tay cầm lên bằng cái nút này, nhấn và nhấn giữ một chút. Đấy. Và anh em thấy cái đèn ở chỗ này báo màu đỏ này, anh em chờ khoảng tầm 20 giây để nó chuyển xanh. Đó là có nghĩa là máy bay với flycam sẽ được kết nối với nhau, máy bay với tay cầm sẽ được kết nối với nhau. Con này thì vẫn sử dụng cái app đó là Seafly Go anh em nhá. Anh em thấy là chuyển màu xanh là kết nối được với con drone rồi. Con này thì vẫn sử dụng cái app đó là Seafly Go này anh em này. Seafly Go. Chúng ta sẽ sử dụng dây cáp điện thoại, dây cáp được trang bị để nối với điện thoại này. Đó. Anh em mở cái app Seafly Go lên nhá. Khi mở app lên thì anh em sẽ thấy là với một người đầu tiên chơi thì chúng ta sẽ có cái mục đăng ký tài khoản anh em này. Đăng ký tài khoản register để đăng ký. Thì anh em sẽ nhập email vô, anh sẽ nhấn qua setup with email, anh nhập email vô để chúng ta đăng ký tài khoản. Đó. Rồi anh em sẽ đặt một cái mật khẩu mới nhá. Ok, đó khi anh em mà chúng ta đã đăng nhập tài khoản vào thì nó sẽ hiện ra cái app như thế này và nó sẽ cho chúng ta biết là cần phải active này, có cái hình hiện ra activation thì anh em nhấn vô nhá. Đấy, thì cái sản phẩm mới kích hoạt thì nó sẽ có cái bước đó và nhấn vào start flying. Đó thì nó sẽ hiện ra ngay cho anh em cái chất lượng thì là rõ và đẹp luôn anh em ơi, truyền hình ảnh về điện thoại live view mình xem ở bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn nha. Chất lượng màu không thua kém gì so với con Find 2 Pro anh em ạ. So với con Find Mini 1 thì chắc chắn là nó ăn đứt rồi. Đấy, màu đẹp hơn, màu sắc mịn màng và cũng như độ chi tiết rõ hơn này. Cái thứ hai nữa là cái gimbal chống rung thì nó cũng sẽ cho cái khả năng chống rung là ổn định và mượt mà hơn. Ở trong phòng mình thì khá là tối nên anh em thấy là nó thiếu sáng. Đấy. Ok. Và thứ nhất đấy là chúng ta thấy được cái chất lượng hình ảnh như vậy. Cái thứ hai nữa là trong cái phần giao diện app này thì nó sử dụng vẫn là giống như cái con trước đây thôi anh em. Chúng ta trên đây chúng ta sẽ có là chế độ vận tốc bay này, sport mode này, mình đang để gạt qua off thì nó sẽ chuyển về bay chậm nhá anh em nhá. Trạng thái của flycam này, ready to take off là sẵn sàng để bay. Con này có một cái đặc điểm đó là ở môi trường không GPS thì vẫn có thể bay được. Còn nếu như anh em ra bên ngoài bay thì nó sẽ tự động nó dò tín hiệu GPS anh em nhá. Đây là cái GPS này, NA là không có này. Sóng kết nối với tay cầm này. Đấy, và mức pin này 98% mình cũng sạc đầy rồi. Và chỗ này chúng ta có nút tự động cất cánh này, nút return home này. Và cái biểu tượng tính năng thì cái tính năng này khi nào anh em bay cất cánh lên thì nó mới dùng được anh em nhá. Chúng ta có một cái bản đồ này. Đó thì bản đồ khi mà chúng ta có GPS nó sẽ load cho anh em cái vị trí homebound cũng như là cái vị trí của flycam. Để anh em bay anh em kiểm soát flycam. Chúng ta có tầm cao, tầm xa cũng như là vận tốc bay. Chúng ta có tình trạng thẻ nhớ này, mình chưa gắn thẻ. Góc này chúng ta sẽ có dấu 3 chấm để anh em có thể cài đặt cái phạm vi bay cao, bay xa cũng như là độ cao return home. Góc này anh em này, từ 30 đến 800m đó là cái độ cao anh em có thể tùy chỉnh nhá. Tối đa là 800m và phía dưới là độ cao return to home thì cái độ cao này thì anh em thông thường chúng ta cài tầm khoảng 60 đến 70m, cài cao hơn những cái tòa nhà khu vực mà anh em bay là ổn rồi. Cái độ cao return to home này thì mình cũng đã giải thích rất nhiều trên những chiếc flycam tầm giá như thế này rồi. Và chúng ta sẽ có cái mục đó là combat horizontal và cái combat là cái cali la bàn cũng như là cali lại cái mặt phẳng nằm ngang. Đó thì cũng giống như con Find Mini 1, Find 2 Pro và con Find 2 SE thì mình đã có một riêng một video hướng dẫn anh em cali lại hai cái mục này rồi anh em ha. Đó. Thì trước khi bay anh em nên cali lại cho nó đảm bảo cho nó an toàn. Những cái tab phía dưới đây thì đó là chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ lia của gimbal nhanh chậm này. Đó. Và chúng ta có thông số của viên pin cũng như là những cái thông số. Ok thì ở chỗ này chúng ta sẽ có là quay phim này. Đó, anh em muốn chuyển qua chụp hình thì chúng ta sẽ chuyển qua này để chụp hình. Chúng ta sẽ có cài đặt thông số chụp hình và quay phim đây. Tối đa quay phim là 4K 30 frame, ngoài ra chúng ta có là 2K 730 hoặc là 1080 60 frame. Đó, và chúng ta có những lựa chọn thấp hơn 720 nữa này. Và anh em sẽ có cài đặt về cái độ EV này, độ sáng. Anh em có thể là để default mặc định cũng được.
chúng ta có cân bằng trắng các thứ này, những cái thông số về màu, và chúng ta có chụp hình độ phân giải 20 megapixel là lớn nhất của con Find Mini 2 này em nhé, cực kỳ là tốt luôn, giống hệt con Find 2 Pro, ảnh là 20 megapixel bao đẹp luôn em nhé. Đấy là ảnh cũng như là chất lượng video là quay 4K 30 frame là rất là ngon rồi. Ok, và chúng ta sẽ có góc này là góc cái thư viện, thì đây là cái bộ nhớ trong của con này. Anh em có thể gắn thêm thẻ nhớ thì chúng ta sẽ lưu trong cái mục SD photo và SD video ha. Chúng ta nên gắn thẻ để có thể lưu được nhiều dữ liệu hơn. Đó, sơ sơ là những cái trên app điều khiển con C5 Go là như vậy. Và bây giờ mình sẽ bay thử một chút ở trong nhà. Kéo hai cần ở trên tay cầm hướng ra ngoài. Đó, cánh quạt đã quay. Lúc này chúng ta sẽ đẩy cần ở bên tay trái, đẩy nhẹ lên để bay lên anh em nha. Quay cánh này. Lên. Đó, cực kỳ là ổn định luôn anh em. Wow, quá ok luôn. Cảm biến, đây là cảm biến quang học, tức là cảm biến ánh sáng. Nó phụ thuộc vào ánh sáng ở phía dưới bụng của nó. Ánh sáng đủ tốt thì nó sẽ giữ vị trí càng tốt. Đó, còn khi anh em bay bên ngoài thì nó sẽ có thêm GPS giữ độ cao, giữ ổn định nữa. Và bay ở bên ngoài chúng ta phải có GPS để có thể nó return home, tự động bay về khi mất kết nối anh em nhá. Đó, thì anh em thấy đây là con Find Mini 2. Mình bay thử lên một chút cho anh em thấy được cái độ ổn định của nó này. Động cơ không dở than, tiếng khá là khỏe và chắc. Độ phản hồi gimbal khá tốt nha anh em nhá. Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái tốc độ xoay gimbal ở trong cái phần app. Đó. Đây là Find Mini 2. Đó, mình vừa mới mở hộp với các bạn cũng như là bay thử lên một chút. Ở trong video sau thì mình sẽ đem ra bên ngoài cũng như là hướng dẫn các bạn cách chi tiết chúng ta làm thao tác. Đó, và cũng như là test chất lượng camera ở bên ngoài trời, bay cao bay xa test thử anh em ha. Rồi, ở video hôm nay thì mình xin được phép là khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình sẽ để link về cái con và flycam này ở phía dưới phần mô tả của video. Anh em có thể nhấn vô để xem thêm cũng như là đặt hàng em nhé. Video xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.